Shop King Rock cực kỳ uy tín và chất lượng. Shop hiện tại là có 10k là 52 robot nha các bạn. Và đôi khi thì sẽ có giveaway trên fanpage ha. Thì các bạn nhớ join fanpage ở đây cho mình ha. Thì các bạn cứ join fanpage và tham gia event của shop thì shop có thể trao các bạn robot miễn phí. Và khi mà sai thẻ thì nhớ giữ lại thẻ đưa cho admin, đưa cho shop á, shop sẽ check lại và gửi cho bạn nha, chứ không sợ mất ha. Và có phần thưởng đua top nữa bạn, top 1 sẽ tặng thêm tiền, top 2, top 3, top 6 còn được tặng thêm tới 100k luôn nha các bạn. Đó, cực kỳ uy tín và ngon luôn á, rút cũng nhanh nữa, thì các bạn muốn ủng hộ shop thì cứ vào đây ha. Đó. Và hello xin chào các bạn. Chào mừng. Và nãy giờ là sau nãy giờ mình chơi mấy tiếng đồng hồ rồi các bạn. Mình mới được có level 18 mà là tại mình gà hả các bạn. Thì có bạn nào mà kiểu xịn hơn mình thì cày xíu ra những full rồi. Nhưng mà mình chơi nãy giờ mình không có hiểu các bạn. Thì có mấy bạn trong server nè. Đó như bạn Huy nè. Đó mấy bạn nè. Đó. Giúp mình nhiều đó các bạn. Đó. Giúp mình quá trời luôn á. Đó, thấy không? Nhưng mà cái game này nó khó chịu một cái các bạn. Đúng là đồ họa nó đẹp đủ thứ nhưng mà kiểu cái nút mà để giữ chuột quay màn hình đó các bạn. Mấy bạn mà nhấn một cái là nó quánh vậy nè. Nên mình quay không có đường nữa, phải bắt buộc quay ship lock ha. Đó. Rồi mình cày tới 18 rồi mình nghe có 3 hơi thở các bạn. Mấy bạn này nói có 3 hơi thở à. Là hơi thở nước, hơi thở điện với hơi thở lửa các bạn. Còn hơi thở của heo, con quỷ heo kia mà không có các bạn. Đó nên mình sẽ đi học, mình đang làm hơi thở lửa nè các bạn. Đó, ok. Mình sắp xong rồi các bạn ơi. Nãy giờ mình tiếng máy luôn á. Tại mình không có cắt các bạn. Đâu mà bồi quên. Nãy đâu mà bồi quên. Nãy giờ mình không có quay các bạn tại mình sợ mình mấy cái level đầu á, tại mình gà đó các bạn, mình quay cũng không có gì hay á. Đó, giờ mình coi xong mình thông hơi thở lửa coi. Có gì hot, mấy bạn thấy không? Đất nè, cây nè, cỏ nè, đẹp lắm luôn á. Làm đẹp thiệt. Ủa gì vậy? Con kia chết rồi hả? À đây đây. Để mình, để đó. Ừ, đùa. Ủa đâu rồi? Này thì còn 5 con. Cố lên. Thật khổ đấy bạn, tại vì cái phim này là cái game này làm y hệt trong phim. Ủa giật đĩa mình cái kìa. Mấy cái phim này làm giống trong cái game này làm giống trong phim, cái phim này làm giống trong gì? Cái game này làm giống trong phim các bạn, nên trời tối nó mới ra quỷ các bạn, sáng là quỷ sẽ trốn hết. Nó khó kinh lắm các bạn, khó kinh khủng luôn. Các bạn mà trời sáng là chỉ có đợi tới tối mới quánh được quỷ à. Đó, nãy giờ mình chờ tới tối nè. Khổ vãi ra. Mình đợi. Như vậy mình nói trong này học hơi thở là không có reset điểm được. Nó khó vậy đó. Ây da, sắp chết rồi. Reset điểm là không có học hơi thở khác được, phải bỏ robot ra 300 robot rồi các bạn, nên mình phải quyết định kỹ nha các bạn, chơi và quyết định kỹ học hơi thở nào ha. Đó. Hơi thở lửa này, điện hoặc nước. Đó, hình như nước là level 10 được rồi các bạn, còn điện với lại lửa này là chắc level 15 rồi các bạn, tại mình đang làm hơi thở lửa là 15 nè. 4 con nữa, cố lên. Mình nói hơi thở điện nghe vui đó các bạn, tại vì phải đợi trời mưa các bạn, đợi trời mưa xong rồi sấm sét giật vô mình phát mới thành Genesis sư được. Bựa hay vậy. Nhưng mà mình suy nghĩ kỹ lắm bạn, tại hơi thở lửa này nó mới nè bạn, mới cập nhập. Với lại hot với hơi thở điện với hơi thở nước thì nhiều bạn cũng biết rồi á. Đó, nên mình sẽ cố gắng làm hơi thở lửa thôi bạn. Dứt. Đó. Ngon lành liền. Ủa gì sao hai bạn nó chém nhau vậy? Trong này bạc ti các bạn, bạc ti với nhau là vẫn chém nhau được nha, vậy nó mới khó chịu á. Bạc ti là mình chỉ thấy cái mũi tên trên đầu ấy bạn, cho biết mình đâu thôi chưa vẫn quánh chúng nhau nha. Nên nó khó farm lắm. Quá trong này nó quánh là kiểu nó quánh là mình không có di chuyển được luôn các bạn, kiểu si tun luôn á. Có cái dây gì vậy? Si tun luôn các bạn. Đó. Nên, xong rồi nó quánh mình văng là một cút máu rồi, mình không có làm gì được, khó chịu vãi ra. Hai rồi. Hai con nữa, cố lên, trời sắp sáng thôi. Cái này các bạn phải tranh thủ lắm luôn á, trời sắp sáng rồi. Phải đánh nhanh á, khó vậy đó. Trời tối là sẽ mất là phải đợi tới trời sáng nữa. Thì mấy cái hơi thở thì mình cũng có hỏi mấy bạn trong này nha bạn, chứ mình cũng không biết tại mình mới chơi game này trong ngày hôm nay luôn á. Mình mới chơi luôn, mình cày tới level 19 à, đó. Mình chơi nãy giờ với các bạn trong server nè. Cảm ơn mấy bạn rất nhiều luôn á. Mấy bạn chà dẫn mình đi đâu mình cũng biết luôn bạn. Mình đang tính học hơi thở lửa xong rồi chỉ anh Tuấn mua ở đâu rồi xong rồi chị lát hồi mình quên chỗ rồi. Nó rối lắm bạn, nó đi đâu vòng vòng á. Khổ thiệt. Đó, thì mình nghe nó 30 mới có cái mới thi được cuộc thi gì đó, sát hạch gì đó bạn. Sát quỷ á, nhưng mà trong phim như là cái gì cuộc thi sát hạch phải không ta, cái gì á. Đó, là gì quỷ á bạn.
sống sót trong gì sống sót trong 3 ngày chúng ta hay mấy ngày quên rồi. Nói chung sống sót xong rồi hay một tuần hay sao á, sống sót một tuần á trở về là sẽ được gia nhập quân đoàn dị quỷ ha. Đó. Tuần chúng ta đúng rồi, nhưng tuần á tự kiếm đồ ăn luôn hay sao á. Đó trong game này đổ máu, các bạn này thấy máu không? Mà sao con nhân vật mình trong game này nó bị kiểu bị giống bị giống bị dị tật quá vậy. cái con nhân vật này vô trong game này nó giống như bị gì á đó. Còn có một con cuối hả các bạn, con cuối cùng là sắp xong rồi hả. À. Rồi hoàn thành rồi bạn ơi, xong nhiệm vụ rồi. Sao nữa ok giờ mình xem bạn này ha. Đi ôi bạn thấy không, nhân vật người ta nè chạy cái tay vậy nè. Rồi bạn nhìn cái tay mình nè, giống cái tay mình không, giống bị dị tật đó. Cái mặt mình nè, cái mặt thì mình bị lún vô trong, mình có hai mắt luôn nha, một mắt của cái tựa game này với một mắt của con nhân vật mình nữa, nó lộn là bốn mắt chứ lộn hai cặp mắt đó, nó bừa vậy đó bạn, khổ thiệt chứ. Giống như bị dị tật. Wow quá cọc, không tựa game này làm rất là đẹp luôn ha, làm y hệt trong phim luôn, là phải hơi thở, mình nghe nói tại anh Tuấn nói là hơi thở phải giữ trong mấy giây mới gồng được, phải đủ hơi thở đủ thứ nữa, nói chung là y hệt trong phim luôn, perfect luôn, game tuyệt vời luôn các bạn. Nó khó cái là khó farm các bạn, quái quýnh nó khó chịu quá tại nó thật quá mà, đánh là bị văng rồi, nó khó chịu lắm. Thấy bạn nước không, nước nè, nước như thật luôn, nước long lanh óc ánh luôn á, tuyệt vời không, làm cũng như thật luôn. Muốn học của Gen sư là phải đợi 2 tiếng trời mới mưa nha, cứ 2 tiếng trời mới mưa rồi xét đánh cho người mới được đó, lại bạn hiểu. Cái độ kinh khủng của cái game này là đó, bạn thấy trời sáng đẹp không, ánh sáng chiếu nữa nè. Ui game này mình chơi mà mình tưởng như là game 3D á bạn, cái game không phải này game 3D đúng rồi, nhưng mà kiểu cái game mà kiểu offline á bạn, mấy game mà kiểu đồ họa cao á đó. Tại vì game này làm cũng giống nè, có bóng cây nè đủ thứ nè, tại mình cũng hay chơi mấy game offline đồ họa cao ấy bạn, nên mình lúc mà mình chơi cái game Roblox này á, nên mình tưởng cái game này đồ họa nít chơi gì, nhưng mà có nhiều game đồ họa đẹp thiệt luôn á. Đó nè game này nè, phải gọi là tuyệt vời luôn. Đó cái này có leo núi nữa bạn, đó mấy bạn vừa bấm liên tục vừa giữ leo lên nữa nè. Thì cái bộ phim này nó cũng hot nhất luôn 2019 luôn nha bạn, hot lắm luôn á. Thì bạn nào đã xem rồi thì cứ comment dưới ha các bạn. Đó. Thì hầu hết mấy bạn nào cũng biết luôn, tại cái bộ phim này rất là hot ha các bạn. Có thể như nghe mình nghe nói là giật top của One Piece luôn á. Rồi xong sai luôn. Vãi. Nó nói vậy giờ dẫn đường xong rồi sai. Ê, chết rồi. Làm ăn vậy là chết rồi. Đâu rồi, để bạn này dẫn đi thử ha các bạn, cái bạn lắc này nè. Cái gì lắc bác nè. À tới rồi. Mình nhớ nhiệm vụ đây nè, đó. Mình đi nãy giờ mình không biết ở đâu luôn mày. Các bạn dẫn đâu mình đi đó thôi à. Đó. Ở trong này tắt mình nhận nhiệm vụ cũng phải quánh nha bạn. Đó. Ây da. Khó chịu đó bạn. Bạc tơi vẫn bị quánh mà nên nó khó lắm. Đó, quỷ đây viêm trụ nè. Viêm trụ hơi thở lửa nè. Rồi nhận. Rồi sao nữa? Ủa. CQE. QE. Ủa không thấy gì hết vậy. À vậy phải G ấy bạn. G làm gì? À giữ hơi thở là ok rồi đúng rồi, cái cây nè bạn, đúng rồi cái cây nè. À rồi là phải giữ nha. E. Ui wow. Nói các bạn phải gồng 5 giây để hít hơi thở đủ rồi mới xài chiêu được nha các bạn. Để coi mình coi có mấy chiêu ha. Trong này kinh trò đầy nút nè. Có E nè, R nè, T nè. E, R, T và Q. E, R, T và Q hả các bạn. Ok. Ủa mình không xài là lát hồi nó hết bạn ơi. Khổ vậy. Muốn giữ hình như là phải thổi vô cái bình hồ lô với chúng ta hay là sao ta. Ý cái gì vậy. Ui chết đây. Ô ủa sao có một skill vậy. Ủa sao mình thấy có nhiều chiêu mà ta, hay mình phải học thêm mà.
level 35 học thêm siêu vật. Ok. Vậy là level 35 nha các bạn. 35 mới được một skill tiếp ha. Để mình thử thử vô mấy bạn này thử coi. À. Đã thiệt chứ. Wow, có đốt lửa luôn nè, có hiệu ứng đốt luôn nè. Lại coi. Wow. Nè, bạn này đầy cây nha, mình thử ha. Nè. Đó. Mấy bạn này là level cao nha các bạn. Mấy bạn này level cao á. Nên mình xài nên không có đam mấy bạn đó. Mấy bạn này biến thành quỷ nè, tại mình nghe nói quỷ ba mấy mới được biến mà. Hả? Wow. À, block là đỡ được ha. Đã thiệt chứ. Để mình kiếm con quái mình đánh thử coi. Kiếm con quái coi. Kiếm con demon. Demon đâu rồi? Demon đánh thử. Đó, kiếm con demon đánh thử coi. Kiếm con demon đánh thử coi. Ôi mình hết food rồi bạn ơi. Chết. Hết food rồi bạn ơi. Chết rồi, hết food rồi. Chứ tựa game trong này cũng khó chịu ở chỗ là hết thức ăn đó bạn. Các bạn hết thức ăn là không có, nó sẽ không hồi máu lại được cho các bạn ha. Nó khó chịu vậy, chết rồi. Oh no, đây là đâu vậy? À rồi, để mình về mua thức ăn nè. Đồ họa cực đẹp nha bạn, các bạn có thể chơi luôn. Mình nhớ ship lock nha, tại vì tháo ship lock ra khó lắm. Đó, khổ. Nên giờ mình sẽ về mình mua đồ ăn đâu rồi. Đồ ăn nằm bên nào vậy? Cửa hàng đồ ăn. À bên này, trong này. Trong này kiểu lít vô là quánh đó các bạn, khó chịu lắm. Đây đồ ăn nè. Đó, giờ mình vào ăn thịt đi. Ăn miếng thịt luôn. Ăn cái đầy không? Ui ăn không đầy hả? Ui không đầy vậy tốn tiền quá các bạn ơi, mua táo đi. Táo đỡ hơn á. Hả? À. Đâu rồi. Đây ăn vô. Rồi đây rồi nha các bạn, đây rồi, mình chạy nhanh đây nè. Giờ mình ra mình quánh mấy con quái nha các bạn. Rồi. Quái nằm đâu, nhiều quái nằm bên này nữa bạn. Đây. Ơ. Đây. Đâu à, nhảy hai lần nhiều quá mệt bạn, bị mệt. Rồi. Con quái này đúng không? Hãy chuẩn bị. Hơi thở của hai mắt đi, bốn mắt chứ. Trời ơi cái tay quăng lên mặt ơi. Ừ. Ê chết đen gồng. Chết luôn không? Chết luôn con quái nè. À con quái này còn xíu mà, con quái đầy cây đâu rồi. Mình kiếm con quái đầy cây mới được. Đây. Đây. Nhiều máu. Ủa sao không thấy mất máu vậy? Ủa. Đây. Ui, một khúc các bạn ơi. Một khúc quá. Máu. Ủa, một khúc luôn á. Ôi. Wow, đau quá bạn nào đau vậy? Thôi. Rồi chết luôn quái rồi. Vãi thiệt. Rồi xong rồi giật điện nằm. Cái điện cũng ngon các bạn, cái điện nó kiểu bị nằm còn nước, kiểu bị tê liệt các bạn nằm, còn nước thì mình không biết, còn lửa là bị đốt nè, nước là cái gì á? Mình cũng không biết tại mình không có xài nước. Đây, gồng nè. Ơ, để mình gồng. Từ, đừng quánh. Ừ. Nè nè. Ôi. Một phát kìa. Ôi, một phát nửa cây hả? Phải không vậy hay mấy bạn quánh phụ vậy? Ủa hụt rồi. Hụt rồi. Hứ. Đó. Hình như chém được có một tiêu rồi bạn ơi. Không có chém lan được hay sao vậy? Thấy chém có một mục tiêu à. Đó. Hứ. Tiếp. Đó, chết bây giờ. Sắp chết rồi. Rồi xong. Một bạn ra đi luôn. Nè. Đó, trúng rồi nha. Ô, đường khúc đó các bạn ơi, đường khúc này nè. Phải không? À. Đây nhiêu đây cũng được rồi. Đét. Ê chết. Trời gồng cái hơi thở khổ vãi cái nút G. Rồi. Ủa đâu rồi? Ủa con quái đâu rồi? Rồi chết con quái nữa. Hây ơi. Khổ thiệt chứ. Đây, con quái này nha các bạn, mình me con quái này rồi đó. Ok. Rồi nha, chuẩn bị đi. Hơi thở lửa, rồi. Ủa hụt hả? Ủa sao auto hụt vậy? Ê sao mình xài skill này gà vậy?
Ây da, sao mình xài skill này gạo vậy? Để xài hụt không à? Không có trúng luôn á. Đây đây đây. À trúng rồi nè. Ui, khúc máu của bạn kia kìa. Đây đây, con quái đây. Ui, đau nha. Ui, đau vậy, một khúc nha. Rồi 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 rồi, mình thử trúng con quái ha. Cái này nó cứ bị văng ra vậy, khó chịu vãi, phải tông trúng người á, lướt qua không được luôn hay sao á. Rồi chắc clip mình kết thúc đây ha. Thì các bạn nào thấy hay thì nhớ bấm like và subscribe ủng hộ kênh mình để mình có động lực làm những video tiếp theo ha. Bye bye.